Nhật Kim Anh công khai tình tứ cùng trai lạ hậu ồn ào giành con, nhưng hóa ra lại là người quen. Mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ hậu ly hôn luôn thu hút đông đảo sự chú ý. Trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh liên tục đăng đàn tố cáo chuyện chồng cũ và gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản không cho cô và con trai gặp nhau. Thậm chí, cô chia sẻ dù đã năn nỉ, cầu xin Bửu Lộc cho đón con đi chơi vào cuối tuần nhưng đều không nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Về phía Bửu Lộc, anh vẫn giữ tâm lý bình thản, không hề đề cập đến ồn ào hậu ly hôn vợ cũ. Giữa lúc này, Nhật Kim Anh bất ngờ livestream tình tứ cùng một người đàn ông trên Facebook cá nhân. Có thể thấy, cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật, cười nói vui vẻ. Nói chung hôm nay trời mưa nên Kim Anh cùng người ấy và gia đình đi ăn ở một cái quán rất dễ thương. Nữ diễn viên chia sẻ, cứ ngỡ sau cuộc hôn nhân tan vỡ cùng chồng cũ Bửu Lộc, Nhật Kim Anh đã tìm được cho mình hạnh phúc mới. Thế nhưng đến cuối, dân tình mới ngã ngửa khi biết người ấy không ai khác chính là MC Nguyên Khang, bạn bè thân thiết của cô. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh vừa chia sẻ dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng nhận được sự quan tâm đặc biệt rằng nhìn người ta cưới mà mình tủi quá. Có vẻ như nữ diễn viên khi chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi nào đó đã có một chút buồn tủi. Rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên cho Nhật Kim Anh, thậm chí hài hước đùa rằng sẵn sàng mang nhẫn đến cầu hôn cô. Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc vào năm 2014. Trong khoảng thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau một cậu con trai là bé Bửu Long chào đời năm 2015. Tuy nhiên vào khoảng năm 2017, hôn nhân của nữ diễn viên gặp trục trặc không thể cứu vãn, dẫn đến ly hôn. Nhưng đến năm 2019 thông tin này mới chính thức được công bố. Vụ ly hôn của Nhật Kim Anh gây nhiều ồn ào khi phía nữ diễn viên tố chồng cũ ngăn cản việc gặp con. Cô sau đó đã gửi đơn kiện chồng cũ ra tòa để giành quyền nuôi con. Cuộc chiến pháp lý của Nhật Kim Anh kéo dài đến đầu năm 2001, cô chính thức giành được quyền nuôi con. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Nhật Kim Anh từng vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Titi, cựu trưởng nhóm, vì mối quan hệ thân thiết. Thậm chí có thông tin Titi đã cầu hôn Nhật Kim Anh và cả hai sắp về chung một nhà. Tuy nhiên lên tiếng về vấn đề này, hai nghệ sĩ khẳng định chỉ là chị em thân thiết, không có chuyện đi xa hơn. Trước khi tổ chức hôn lễ chính thức, Nhật Kim Anh đã vài lần mặc váy cưới để chụp ảnh hoặc biểu diễn nên cô mong muốn mình thật đặc biệt trong ngày trọng đại. Ca sĩ của Lâu Đài Cát đã chuẩn bị tới 4 bộ váy cưới để mặc trong buổi tiệc tối qua diễn ra tại Cần Thơ nhà chú rể. Trong đó, bộ váy được thiết kế độc đáo, kiểu dáng 2 trong 1 với phần đuôi váy dài 3 mét có thể tháo rời. Hoa văn đính nổi trên áo được tỉa khéo léo bằng tay. Chị Kim Tuyến, chuyên gia trang điểm và thiết kế váy cưới cho Nhật Kim Anh chia sẻ, để hoàn thành chiếc váy này, 4 người thợ may và kết hoa đã phải làm việc liên tục trong một tuần lễ. Váy được may bằng chất liệu vải lưới nhập Mỹ, xen kẽ giữa các bông hoa là những hạt pha lê tali lấp lánh. Mẫu váy khi hoàn thiện có giá khoảng 20 triệu đồng. Chiếc váy độc đáo là điểm nhấn trong phong cách của cô dâu nên tôi trang điểm cho Nhật Kim Anh theo kiểu màu trong với phấn mắt màu nude và son hồng nhạt. Tôi đánh nhấn vào phần hốc mắt để tạo độ sâu và tạo khối cằm giúp khuôn mặt thanh thoát, nhỏ nhắn. Mái tóc bấm xoăn gẫy trẻ trung, kết hợp phụ kiện điệu đà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.